thưa quý khán thính giả, nhân dịp tưởng niệm biến cố tháng Tư đen, chương trình được Kim Nhung Sương ngày hôm nay tiếp tục ôn lại những sự kiện đáng ghi nhớ để dẫn đến kết thúc 30 tháng 4 năm 1975. Bài tường thuật do nhà văn Phan Nhật Nam biên soạn. Thưa quý vị, trong lần phát hành kỳ trước, chương trình được Kim Nhung Sô đang tường trình về diễn tiến quân sự quan trọng vào cuối tháng 3 năm 1975 qua lần mất thuế, 24 tháng 3, mất Đà Nẵng 29 tháng 3 và Nha Trang 30 tháng 3. Ngày 18 tháng 3, sau khi gặp tướng Phú ở Nha Trang, đại tướng Trần Thiện Khiêm bay ra Đà Nẵng gặp tướng Trường để truyền lại lệnh của tổng thống Thiệu sẽ rút sư đoàn dù, còn sư đoàn thủy quân lục chiến sẽ trả lại cho Sài Gòn sau đó. Tướng Trường không có gì tăng cường, không còn gì hết. Tướng trưởng cố gắng lần cuối. Ngày 19 tháng 3, ông bay về Sài Gòn họp cùng với Tổng thống Thiệu, tướng Khiêm, tướng Viên và cả Phó Tổng thống Hương. Ông cam đoan có thể giữ được Huế, Đà Nẵng nếu đừng lấy đi những lữ đoàn dù, thủy quân lục chiến còn lại. Ông Thiệu cũng tỏ vẻ ngần ngại trước quyết định sẽ rút một phần lực lượng đơn vị nào từ vùng 1 về Sài Gòn. Để cụ thể kiên cố thêm cho ý niệm trên, ông đã chuẩn bị đọc một bài diễn văn với ngôn từ mạnh mẽ, tỏ rõ quyết tâm bảo vệ Huế. Nhưng khi tướng trường trở lại Đà Nẵng, ông đã nhận được tin Huế đang bị đánh mạnh. Tướng trường gọi về tướng viên và tướng viên đẩy qua cho Tổng thống Thiệu như cung cách quen thuộc. Tướng trường phải nói thật, Tổng thống nên hoãn lại bài diễn văn Huế không thể giữ được. Cũng ngày 20 tháng 3 này, Phó Đại sứ Lê điện về Bạch Cung nhờ chuyển bản tường trình đến Đại sứ Mạnh đang chữa bệnh tại Bắc Carolina. Phó Đại sứ Lê Minh báo tin về khả năng phía Việt Nam Cộng Hòa có thể bỏ Huế với dấu hiệu chiến xa, thiết vận xa đang rút về Nam và thủy quân lục chiến bỏ Quảng trị. Ông Đại sứ tự hiểu ra, đã đến lúc chính ông không ai khác phải chịu mối khổ nhục kế của chính nước Mỹ bày ra ở Việt Nam. Tóm lại, thế trận miền Nam vào tháng 3 và tháng 4 năm 1975 được đặt trên tuyến phương trình kỳ cục. Người Mỹ không biết ông Thiệu đang tính toán những gì và Sài Gòn hoàn toàn mù tịt về những gì đang xảy ra ở Hà Nội nên không ai ở miền Nam biết được rằng Hà Nội đã chấp thuận đề nghị của Văn Tiến Dũng sau thành công quá lớn ở mặt trận cao nguyên như trong đầu tháng 3 đã trình bày, đánh rộng ra toàn miền Nam khai triển thuận lợi của Ban Mê Thuột về Pleiku. Từ Ban Mê Thuột, Sư đoàn F-10 tiếp tục hành quân về đồng bằng theo quốc lộ 21. Sư đoàn 320 cắt miền Trung tại Tuy Hòa, đâm xuống Nha Trang. Nha Trang sẽ là điểm hẹn của hai sư đoàn này trước khi tiến về Nam, hướng về Sài Gòn. Trong tình hình quân sự chính trị bế tắc này, Huế coi như bị bỏ ngõ. Không còn đơn vị nào để phòng thủ. Khi lữ đoàn thủy quân lục chiến cuối cùng bỏ căn cứ Hương Điền, phía Bắc Huế rút về Nam. Và bi kịch lớn nhất cho đại đơn vị này đã xảy ra, cũng là tang chung cho toàn quân lực Việt Nam miền Nam cho cả vận mệnh Việt Nam. Huế mất kéo theo phản ứng dây chuyền với Đà Nẵng 4 ngày sau. Khi hai lữ đoàn 258 và 369 thủy quân lục chiến rời khỏi Quảng Trị vào ngày 15 tháng 3 thì mặt trận Bắc Đèo Hải Vân coi như bỏ trống. Nếu như trong trận chiến xuân hè 1972, tướng Ngô Quang Trường đã phản công thành công bởi có tạm đủ quân số gồm Sư đoàn 1 Bộ binh, đơn vị bộ binh xuất sắc nhất của quân lực miền Nam, Sư đoàn 2 giữa Quảng Ngãi, Quảng Tín, Sư đoàn 3 trách nhiệm vùng Quảng Nam, Đà Nẵng, nơi vùng cực Bắc hiểm yếu, tướng trường, được quyền sử dụng hai sư đoàn chủ lực, đơn vị tổng trừ bị quốc gia, sư đoàn dù và thủy quân lục chiến, cùng hai liên đoàn biệt động, khả năng chiến đấu cao. Nhưng bây giờ, không phải là năm 1972 anh liệt ấy nữa. Người Mỹ đã rút đi cùng bộ máy chỉ huy, tiếp vận tác chiến khổng lồ từ sau ngày 27 tháng 3 năm 1973. Riêng tại vùng 1, tướng trường bị tấn công một lúc từ cả hai hướng Bắc và Nam. Thế nên khi hai lữ đoàn 258 và 369 Thủy quân lục chiến cùng với Liên đoàn Biệt động quân vừa rút khỏi Quảng Trị, dân chúng ùa đi theo. Tỉnh trường Quảng Trị khuyên công chức cho gia đình di tản, tất cả tràn về Huế. Và Huế sau dấu ấn mậu thân năm 1968 và nỗi khiếp sợ từ năm 1972, theo luồng cùn nộ bi thảm này, tất cả ồn ồn chạy về Nam, vượt đèo Hải Vân tràn vào Đà Nẵng. Và cuối cùng ở Đà Nẵng của Thủy quân đoàn 1 với lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến trên bãi biển Mỹ Khê, nơi căn cứ hải quân Tiên Sa, trên cầu Trịnh Minh Thế, bến cá chợ Hàn, từng đoàn người, từng đám người thất thần khiếp đảm xoay sờ, quanh khuất nơi mé nước, cuống quyết giữa vũng sâu. Ngoài khơi Đà Nẵng một hạm đội trực sẵn gồm tàu Việt Nam Cộng Hòa, Đại Hàn, Đài Loan, Úc, Anh, Phi Luật Tân và lẽ tất nhiên có tàu hải quân và dân sự Mỹ. Nhưng bởi Mỹ là nước cam kết tôn trọng nhất về việc thực hiện Hiệp định Paris, nên Tổng thống Ford đã ra lệnh cho tàu không vào hải phận Việt Nam. Do sự nghiêm chỉnh của Mỹ và đồng minh phe tự do, người tị nạn phải đội con lên đầu, cõng mẹ sau lưng, lần từng bước, dò đáy biển, tiến ra khơi. Thay người mắc vào gành đá trôi xâm sấp qua ngày 28, bãi biển đã thành một nghĩa địa bồng bềnh xê dịch. Người sống sót, rẽ người chết đi ra phía trùng dương mờ đục khói. Khói sóng và khói đạn pháo binh hòa tiễn. Nhiều trường hợp xác chết biến thành cái phao để người chưa chết bám víu vẫy vùng, cố sống. Cố gắng sống thêm vài phút ngắn. Trong đám người tan vỡ này, có tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1 những chiếc tàu rời Đà Nẵng đã biến dạng bởi binh sĩ đã ngồi tràn lên cả cột cờ ụ súng, trông giống như tổ kiến khổng lồ trôi giạt trên sóng biển. Tình cảnh những tàu dân sự ngoại quốc càng tồi tệ hơn. Gần 10.000 người chồng chất lên nhau trên một chiếc tàu chở hàng với vài chục thủy thủ. Thuyền trưởng vì an ninh con tàu và sinh mệnh của thủy thủ đã đóng chặt khu dành riêng cho họ. Hơn 8.000 con người không nước uống, không thức ăn cào xé nhau dưới hầm tàu nghẹt thờ, hoặc trên bong sắt bốc hơi nóng dưới mặt trí mùa hè của miền Trung. Chiếc tàu ghé cam ranh không một tiếng động lớn, không ẩm ý ồn ào, chỉ khẽ rít nhỏ rầm rì giữa những cánh môi khô nè, trắng bọt xám. Nóng quá, cảnh tượng của bến cá phi trường Đà Nẵng lập tầng tầng bi thảm nơi cầu đá phi cảng Nha Trang. Máy bay cất cánh với chân và tay người thò ra, nơi khoang chứa bánh đáp. Dọc đường số 1, những chiếc trực thăng chờ khẳm trồng trành, rơi vãi những tàn tác uất hận, vỡ vụn theo lùm gió và cánh quạt động cơ đùa đi. Và Biển Đông lại nhận thêm được những tặng phẩm khốn cùng mới mè. Những thay người vào ra xâm sấp theo chiều sóng ngậm ngùi tượng thánh mẫu thiên y từ đỉnh cao tháp bà đầu cầu xóm bóng nha trang một đêm bất ngờ vô cớ rơi xuống hàng triệu sâu bọ từ mạch đất sâu bật tung bò lên đền và đặt nơi hơn cây số đường từ cam ranh đi phan rang đoàn người chạy loạn dẫm lên nghe nhầy nhầy sừng sực như đạp phải xác chết chẳng ai để ý tất cả đã quen với cái chết con người đang chết sự chết toàn diện với lần tận diệt quê hương. Chương trình được Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm các Chợ lít Việt Nam. rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. Wow. Tươi quá quay hiệu whisky, cognac và đủ các loại bia. Ngay trung tâm lý đô Sài Gòn. Supermarket. Kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội mùa xuân hoàn toàn miễn phí diễn ra tại Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington trong hai ngày thứ bảy 13 tháng 4 từ 2 giờ trưa đến 9 giờ tối và chủ nhật 14 tháng 4 từ 1 giờ trưa tới 8 giờ tối quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng Thái Châu, Phương Dung, Trịnh Lam, Nguyễn Hồng Nhung, hồ Lễ Thu, Diễm Liên, Hoàng Nhung, Mạnh Cương, Phương Hồng Quế, Phạm Khánh Hưng, Lillian, Khánh Hoàng, Duy Thành, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong hai ngày nhạc hội, cao hồng sâm Hàn Quốc 6 tuổi một hộp 500 g giá 100 xe 48 đồng. Nồi cơm điện 10 cốc hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Cùng với chương trình Factory Direct Sale, cuộc đại hạ giá trực tiếp từ hãng sản xuất. Nệm cứng chống đầu lưng Amante 100% made in Italy, 20 năm warranty, giá 7.000, sale 4.499 đồng, chỉ 94 đồng 1 tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Ghế massage Koyo made in Japan, giá 8.000, sale 5 đồng. Ghế massage 17.000 đồng, làm tại Nhật, Modo 2024, Landerbest Luxury Medical Chair, hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi tặng máy rung tăng mở giảm cân Dr. Fuji trị giá 5.000 đô la dương trị liệu massage nhiệt Seragen Master V6 Made in Korea giá 8.000 xe 5 đồng hãy chung vui với Teletron Dallas và các ca nghệ sĩ trong nhạc hội mùa xuân vô cùng đặc sắc hoàn toàn miễn phí trong 2 ngày 13 và 14 tháng 4 Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington 972 660 8999 qua tình hình quân sự và chính trị của miền Nam từ cuối tháng 3 qua tháng 4 năm 1975. Năm 1975 không còn là năm của năm 1972 oanh liệt nữa. Người Mỹ đã rút đi cùng bộ máy chỉ huy, tiếp vận tác chiến khổng lồ từ sau 27 tháng 3 năm 1973. Ngũ giác đài phương Đông rút lại còn một văn phòng quân lực ở Tân Sơn Nhất và vấn đề sử dụng lại không quân với B-52 dội bom cường tập. Không thể nào tái lập với Tổng thống Ford đã bị quốc hội khóa tay với tù chính án Cooper and Church, tuyệt đối cấm sử dụng không lực Mỹ ở Đông Dương. Đồng thời sau cú chấn thương Watergate, Tổng thống Nixon đã phải ra đi. Ở Việt Nam, từ ngày 6 tháng Giêng năm 1975, tỉnh Lị Phước Long bị thất thủ ngày 10 tháng 3 năm 1975, Ban Mê Thuột bị đánh chiếm, Tây Nguyên vỡ nát, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang dần rơi vào tay Cộng sản bắt Việt. Người Cộng sản có được an toàn tuyệt đối trên những phép thử đối với Mỹ. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1975, sau khi Nha Trang bỏ ngỏ, căn cứ Sư đoàn 6 không quân Phan Rang đương nhiên trở thành căn cứ tiền tuyến của miền Nam. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi tránh thức đến Phan Rang thiết lập Bộ Chỉ huy Tiền phương Quân đoàn 3 trong căn cứ của Sư đoàn 6 không quân. Về phía Cộng sản, sau khi tiếp thu Cam Ranh, chỉ có các toán viễn thám xâm nhập lực lượng chính gồm các đơn vị F-10 hoặc là 968 chưa thấy xuất hiện. Ngày 7 tháng 4 năm 1975, Đại tá Nguyễn Thu Lương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 2 Dù với 3 tiểu đoàn 3, 7, 11 và một tiểu đoàn pháo binh cùng các đại đội trinh sát, công binh, quân y, truyền tin, yểm trợ, tiếp vận lần lượt đến căn cứ. Các ngày 10 và 11 tháng 4 năm 1975 có được sự yên tĩnh trong toàn bộ vùng Phan Rang. Bộ tư lệnh tiền phương đang chủ tính kế hoạch chiếm lại Cam Ranh để sau đó lấy lại Nha Trang. Nhưng thêm một lần, ngày 12 tháng 4 năm 1975 là ngày khởi đầu có bất chắc trong việc phòng thủ Phan Rang. Qua lệnh từ quân đoàn 3 rút lữ đoàn 2 dù và tiểu đoàn 5 dù vào ngày 13 tháng 4 năm 1975 và thay thế bằng liên đoàn 31 biệt động quân với 3 tiểu đoàn và sư đoàn 2 bộ binh với 2 trung đoàn cùng hai chi đội pháo và chi đội thiết vận xa đây cũng là đơn vị chưa được bổ sung quân số đầy đủ và trang bị vũ khí cần thiết chuẩn tướng lê quang lượng tư lệnh sư đoàn dù và trung tướng trần văn minh tư lệnh không quân cùng đến thám sát công cuộc phòng thủ đều tỏ ý bất đồng về việc để căn cứ không quân làm tiền đồn phòng thủ và nếu muốn giữ phan rang làm bàn đạp để lấy lại cam ranh và nha trang Tại sao lại rút đơn vị đang chiến đấu tốt mà thay bằng hai đơn vị đang chờ đợi bổ sung quân số? Trung tướng Nghi cũng bất ngờ vì không có được những đơn vị như đã hứa trước lúc ra nhận trách nhiệm phòng thủ Phan Rang. Tất cả những điều bất cập này là điều kiện đã dẫn đến lần thất thủ Phan Rang như là một điều tất nhiên trong ngày 15 tháng 4. Và các cấp chỉ huy mặt trận gồm Trung tướng Nghi, chuẩn tướng sang đại tá lương bị bắt trên đường di tàn ra khỏi căn cứ sư đoàn 6 không quân dự định về bãi biển cà ná sư đoàn 6 không quân rời pleiku ngày 16 tháng 3 năm 1975 đến tạm trú tại nha trang ngày 22 tháng 3 năm 1975 được lệnh đến căn cứ phan rang đồn trú phải đương đầu với nhiều khó khăn kể từ lúc nha trang rút bò với những đơn vị nhảy dù, biệt động quân, bộ binh tăng cường cộng thêm phan rang có vị trí thuận lợi cho việc phòng thủ, đáng lý phan rang không thể bị chiếm quá nhanh như thế được. Nhưng thực tế như đã xảy ra, chiếm được phan rang, cộng sản mới có lý do tung ra kế hoạch tổng công kích mà đáng lý ra theo dự trù phải vào năm 1976 thay vì năm 1975. Tướng Việt Cộng Văn Tiến Dũng sau này tuyên bố tại Cuba. Khi chiếm được Phan Rang thì coi như chiếm được miền Nam. Lời tuyên bố này chứng minh được việc chọn phòng tuyến Phan Rang là một quyết định đúng nhưng việc mất Phan Rang cũng là một chuyện tất nhiên mà hôm nay, 49 năm sau, không còn là một điều khó hiểu. Chương trình được Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Mua chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nói tiếng các loại hải sản thơm ngon. tôm hùm cá khô cá rô nào. Mua chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. Wow. Tươi. tươi quá, có siêu đồ whisky cô nhắc nè và đủ các loại bia. ABC, supermarket kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội mùa xuân hoàn toàn miễn phí diễn ra tại Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington trong hai ngày thứ bảy 13 tháng 4 từ 2 giờ trưa đến 9 giờ tối và chủ nhật 14 tháng 4 từ 1 giờ trưa tới 8 giờ tối quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng Thái Châu, Phương Dung, Trịnh Lam, Nguyễn Hồng Nhung, Hồ Lễ Thu, Diễm Liên, Hoàng Nhung, Mạnh Cương, Phương Hồng Quế, Phạm Khánh Hưng, Lillian, Khánh Hoàng, Duy Thành, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa đặc biệt trong hai ngày nhạc hội các hồng sâm Hàn Quốc 6 tuổi một hộp 500 g giá 100 xe 48 đồng. Nồi cơm điện 10 cốc hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Cùng với chương trình Factory Direct Sale, cuộc đại hạ giá trực tiếp từ hãng sản xuất. Nệm cứng chống đau lưng Amante 100% made in Italy, 20 năm warranty, giá 7.000, sale 4.499 đồng, chỉ 94 đồng 1 tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Ghế massage Koyo made in Japan, giá 8.000, sale 5 đồng. Ghế massage 17.000 đồng, làm tại Nhật, Modo 2024, Land Best Luxury Medical Chair, hai cánh tay mở giống như cửa xe hơi tặng máy rung tăng mở giảm cân Dr. Fuji trị giá 5.000 đô la dương trị liệu massage nhiệt Seragem Master V6 Made in Korea giá 8.000 xeo đồng hãy chung vui với Teletron Dallas và các ca nghệ sĩ trong nhạc hội mùa xuân vô cùng đặc sắc hoàn toàn miễn phí trong 2 ngày 13 và 14 tháng 4 Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington 972 660 8999 thông báo giáo phận Orange sẽ tổ chức dạ tiệc gây quỹ cho Đại hội Thanh Mẫu 2024, chủ đề Đức Bà là Hòm Bia Thiên Chúa. Dạ tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 4, 2024 tại Diamond Seafood Palace 3, 9731 Westminster Boulevard, thành phố Westminster. Đây cũng là cơ hội cho những ai muốn hỗ trợ cho Đại hội Thanh Mẫu 2024, tổ chức tại nhà thờ tránh tòa Chúa Kitô giáo phận Orange. Để đặt chỗ xin liên lạc 888-290-9192 hoặc 949-416-3086 hoặc email về info at mẹlavangoc.com